Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đến với video của giá xe Kia. Trong video này mình sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là chi tiết về chiếc xe Kia Morning số tự động 2019 bên mình, và phần thứ hai là thủ tục hồ sơ ngân hàng. Các bác cần chuẩn bị bao nhiêu tiền, số tiền trả hàng tháng là bao nhiêu và hồ sơ cần những gì. Giờ chúng ta đi sâu vào chi tiết của chiếc xe nhé. Trước mắt các bạn, đây là chìa khóa của chiếc xe Kia Morning số tự động bên mình nhé. Hiện tại chiếc xe này được sử dụng chìa khóa bằng remote nha các bác. Các bác có thể xem ạ. Đó, rất là tiện dụng. Khi mình đi ra ngoài thì mình chỉ cần đứng xa và bấm khóa cửa. Ok, thì mình có thể an tâm để khi mình rời khỏi chiếc xe ha. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe luôn ha. Hiện tại xe được trang bị hệ thống đèn halogen. Đó. Có trang bị đèn sương mù phía trước giúp cho các bạn, giúp cho các bác thì dễ dàng di chuyển trong đêm tối có sương mù ạ. Hiện tại xe thì được trang bị là mâm đúc hợp kim 15 inch nha các bác. Có thể xem. Hiện tại dòng xe này hiện tại là nó có rất là nhiều màu để các bác lựa chọn, chẳng hạn như là trắng, xanh, vàng, bạc, nâu. Đó, đỏ. Và có thể xem. Là tổng quan của chiếc xe ha. Rất đẹp nha các bác. Đó là hiện tại là màu xanh, đây là màu xanh mới của bên mình. Mã màu của nó là BBL. Đó. Xanh nước biển, xanh ngọc. Rất đẹp nha các bác. Các bác có thể xem. Đó. Rồi xem cốp ha. À để mình mở, mình phải mở cửa. Mình mở khóa mới mở được. Đó. Đây, các bác. Các bác có thể thấy. Khoang hành lý rất là rộng nha các bác. Ở dưới này thì nó có bánh xe cua. Nó có đồ nghề đầy đủ hết nha các bác. Các bác có thể xem. Dạ. Đầy đủ đồ nghề luôn. Thì mâm xe cua này hiện tại cũng là mâm đúc nha các bác. Có thể xem. Khoang hành khách ở phía sau cũng rất là rộng nha các bác. Các bác có thể xem. Mình có thể vô ngồi thử cho các bác xem ha. Khoang hành khách ở phía sau rất là rộng. Ngồi rất là thoải mái nha các bác. Tuy là dòng xe đô thị cỡ nhỏ nhưng mà nó lại ngồi vô là nó rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Như cảm cúc luôn các bác ạ. Kính cửa xe đóng rất là chắc. Đó, các bác có thể xem. Hiện tại thì xe được trang bị là ghế bọc da nha các bác. Có thảm chân. Hệ thống phanh là sử dụng phanh ABS hết nha các bác. Đó, các bác có thể coi. Xe được trang bị thêm túi khí nữa. Phân phối lực phanh điện tử có luôn nha các bác. Đó, các bác có thể xem. Đó, mình có thể để máy cho các bác xem nhé. Đầy đủ hết nha các bác. Số là số tự động mà. Tại vì nó có số độ ghe, số mô mà. V1, V2, V3 là số lên dốc xuống dốc nha các bác. Các bác có thể thấy.
rất là ok luôn. Dàn lạnh thì làm lạnh cực kỳ tốt, các bác xem chi tiết nha. Đó, số tự động cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Hiện tại này chiếc xe này có giá là 355 triệu, chưa bao gồm khuyến mãi nha các bác. Đó, giá xe này là 355 triệu. Nếu các bác mà muốn biết thêm thông tin xe này là bán khoảng bao nhiêu thì các bác vui lòng để lại số điện thoại hay gọi trực tiếp qua cho em nhé. Số điện thoại của em là 0903567634. Thì tùy theo cái hộ khẩu của các bác thì cái chi phí giá đăng bán nó sẽ khác nhau nha các bác. Đó, các bác có thể coi tùy theo cái hộ khẩu của mình mà cái giá đăng bán nó sẽ khác nhau. Để mình bật đèn lên cho các bác có xem ha. Hiện tại xe này là động cơ của nó là 1.25 bốn mấy nha các bác. Động cơ tương đối là mạnh đó, ok đó. Thì phần tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bác là về phần thủ tục trả góp và cái số tiền các bác cần chuẩn bị và hàng tháng các bác trả bao nhiêu và hồ sơ gồm những gì. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác nhé. Hiện tại thì giá xe của chiếc xe này là 355 triệu. Thì em tính ở trung bình tùy theo cái điều kiện của khách hàng thì có thể các bác vay tối đa là từ 50 cho đến 85%, nhưng mà tùy theo điều kiện của khách hàng nhé. Thì em sẽ tính ở mức trung bình là khoảng 80%. Nếu ở mức 80% thì các bác vay của ngân hàng là 80% của 355 là 284 triệu. Đó, thì các bác trả trước tầm khoảng là 120 triệu là các bác có thể sở hữu được chiếc xe này rồi, rất đơn giản. Còn nếu mà các bác là muốn vay 85% thì các bác trả trước cho em tầm khoảng là 110 triệu là các bác có thể sở hữu được chiếc xe này nhé. Chưa tới 110 được các bác. Nếu mà các bác vay 85% phải tạm nhân cho 355 thì các bác vay của ngân hàng là 301 triệu, các bác trừ từ 47, các bác trả trước tầm khoảng là 100 triệu là các bác có thể lấy được chiếc xe nếu các bác vay 85% nhé. Thì hiện tại nếu mà khách hàng ở tỉnh thì bên em vẫn hỗ trợ được ngân hàng nha các bác. Cực kỳ đơn giản, các bác chuẩn bị cho em. Thứ nhất là hồ sơ về pháp lý thì có chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn. Nếu các bác ở tỉnh thì làm cho em cái xác nhận tạm trú. Đó, tiếp theo đó là phần về cái hồ sơ tài chính. Hồ sơ tài chính này thì các bác chuẩn bị cho em, nếu các bác làm công ty thì chuẩn bị cho em hợp đồng lao động, bản sao kê lương 6 tháng gần nhất. Nếu các bác giữ những chức vụ quan trọng á thì các bác chuẩn bị cho em thêm cái giấy bổ nhiệm, quyết định bổ nhiệm. Đó, thì về hàng tháng các bác trả bao nhiêu tiền đối với khi mà mua chiếc xe này thì em tạm tính ở 80%. Thì lãi suất hiện tại nhé, thì em tính ở mức trung bình thôi, khoảng 0.78% trong một tháng. Đó, nếu mà các bác điều kiện của các bác lương sao kê tốt này, rồi có hợp đồng lao động rõ ràng này, thì
thì cái lãi suất nó sẽ giảm xuống nha các bác, tùy thuộc vào cái điều kiện của khách hàng. Nên các bác vui lòng gọi trực tiếp cho em hoặc để lại số điện thoại để cho em gọi, em tiếp xúc trực tiếp, em tư vấn thì em sẽ hướng đến ngân hàng phù hợp, thì khi đưa hồ sơ thì dính không có bị rớt các bác ha. Đó thì hiện tại thì nếu mà các bác đối với xe này các bác vay 5 năm thì mỗi tháng các bác trả tầm khoảng 6,9 triệu, vay 6 năm thì khoảng 6,1 triệu. Đó thì ở cái mức này nếu mà các bác muốn mua xe chạy Grab thì các bác hoàn toàn có đủ khả năng trả và dư ra để trang trải cho cuộc sống với gia đình. Đó nếu các bác đã từng chạy Grab thì các bác có thể biết được lượng khách hàng của các bác và thu nhập hàng ngày của các bác. Ở đây thì em cũng muốn bán xe nhưng mà em tư vấn kỹ cho các bác như thế này. Đối với những bác mà hồi giờ chưa đứng ra chạy dịch vụ thì em khuyên rằng các bác hãy thuê xe chạy thử tầm 1 đến 2 tháng để làm chi, để mình biết cái lượng khách hàng như vậy, rồi cái số giờ mình làm việc như vậy, cái thu nhập hàng ngày và hàng tháng của mình như vậy thì mình có đủ để trang trải cuộc sống hay không và đủ tiền để vay ngân hàng hay không. Chứ các bác đừng có nên là thấy người ta mua xe nhiều quá thì mình cũng mua để mình chạy, đôi khi là mình chưa phù hợp với cái giờ giấc làm việc và cái cách chạy nó như vậy thì đâm ra mình sẽ bị nản. Đó thì em khuyên các bác như vậy. Nếu các bác hồi giờ chưa chạy dịch vụ lần nào thì các bác nên thuê xe chạy thử 1-2 tháng rồi mình quyết định mua, còn chưa muộn. Thực ra em bán hàng thì em cũng muốn bán cho được nhiều xe nhưng mà em cũng không muốn các bác mua xe mình phải nợ nần chọc chất rất là khó ha các bác ha. Đó. Thì hiện tại đôi nhưng mà cũng có một số trường hợp thì khách hàng không chứng minh được thu nhập thì sao? Trường hợp này bên em vẫn hỗ trợ được nha các bác. Đối với các bác chạy Grab hồi giờ chạy thuê thì bên em vẫn hỗ trợ được nha các bác, đơn giản thôi. Đó thì các bác chuẩn bị giùm em cái về hồ sơ pháp lý như nãy em đã trình bày, còn về hồ sơ tài chính thì bên ngân hàng nó sẽ hỗ trợ cho các bác, vì bên em liên kết rất là nhiều ngân hàng và nó rất là mạnh nên các bác yên tâm ha. Đó thì các bác vui lòng để mà biết mình có làm được hồ sơ ngân hàng hay không thì các bác vui lòng liên hệ em qua số điện thoại 0903 567 634 hoặc để lại số điện thoại cho bên em liên hệ các bác ha. Không có gì là khó khăn cả, rất là đơn giản thôi. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video clip của em. Thì các bác hãy ủng hộ em bằng cách like, share và đăng ký kênh theo dõi các bác ha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác một buổi tối an lành.